Ok, here we go. Ngày hôm nay mình sẽ được các bạn đến với cái game khá là cũ rồi, được hoành vào năm 2018. Thực sự game cũng không để lại dần quá nhiều về đặc trưng của dòng game Lego. Vâng, đó chính là Lego The Incredible. Game được lấy cảm hứng cũng như câu chuyện từ bộ phim nổi tiếng cùng tên mà mình nghĩ ai cũng sẽ rất thích những cái phim này. Game có lối chơi đi cảnh giải đấu khá là đơn giản, nhưng thực sự hấp dẫn của game đến từ việc chúng ta có thể nhập vai những vật chúng ta ưa thích, cũng như đóng chim trong một thế giới Lego đầy màu sắc. Rồi, và không để mất nhiều thời gian của các bạn nữa, chúng ta hãy cùng chơi game nào. Let's go! Like we have company. Well, this is a minor inconvenience. We've declared war on the surface world. You'll never stop us. You guys really should have stayed underground. Rồi. Ở đầu game thì chúng ta thấy game bám xa khá là sát với cái cốt truyện của bộ phim này. Oh my god, trong này mình thấy đấm cả vợ mình à? Mình sẽ thực hiện những cái gì ngoài đời mình muốn vậy. Chết, chết đi. A và Y. What are you doing? Taking out the trash! What the f- Didn't think I'd be doing this when I got up this morning! Oh, come on! You guys multiplying? Này, chúng ta có thể chuyển đổi cho hai nhân vật nhé. Woo, woo, woo. Trong phim hoạt hình chúng ta đã đi xem. Cái cô vợ này nó khả năng co giãn thân thể hơi tiếc một chút, nếu mà đàn ông được co giãn thì nghe sẽ có lợi hơn. Hả? À. Ok. Yếu. Mình cũng không thích chọn cô vợ đâu, cô vợ đấm hơi yếu. Nó đông thế này. Đấy, một phát chết luôn. À. Phải giết bọn này trên không 3 lần. Thì ra đây là nhiệm vụ. B, 2 lần đi. Ui, ui, ui. Nguội đi con. Slam. MB và Y. Úi giời ơi, được đấy. Ở đầu game thì chắc là sẽ rất là nhiều hướng dẫn game. Choáng thì phải đánh. Sức mạnh không biết. Ngồi từ từ. Frozen. Frozen.
thing, Bob. That driving is worse than yours. No one. We're trying to stop it. We need to get past this gear. Can you freeze it in place? Yeah. If it stops, we should be able to smash straight through. You got it. Woo. One ice clamp coming up. Chúng mạnh này khá là thú vị. Đây là thằng bạn của hai vợ chồng này, cái nút A. Ngon. Follow me. Rồi em phải đổi sang nhân vật là thằng bố nhá. Sau trên gắn lờ ra. Ok. Ok. Chết. Super. Anh đi đâu ta? Look, the vent. Climb inside. Gotta be something useful in there. Good idea. Hopefully, I can find the control. Lấy cháu ta dụng gì? Đóng băng cái kia. Nhưng mà nếu có hai người chơi thì khá là vui. Chia nhiệm vụ ra làm thì khá là hay đấy. Rồi, chúng ta sẽ dùng cái băng này để làm nốt thêm cái răng cưa nữa. Ớ, ngon. Ném 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 ném. Nào, đổ sang nhân vật thằng bố nào. Hút lại đi, ngọt. À, lắp 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 ghét. Đúng cái liều rồi. Vui cái nhỉ. Ngọt ngay, lên xe nói anh em. Woohoo. Đẹp tên nhỉ. Đổ sang cô vợ cho. Đúng rồi, biết nha. Nhìn dị vãi. Rồi, tới đây nào. Tiền à? Ui, nhiều tiền thế này thì chết. Rồi ghép tiếp. Ui giời. Đây có thể gọi là đóng gạch được không nhỉ? Hmm.
all good, sweetie. Just a little stuff. Can you build something to get us inside the tunneler? You mean after we save these citizens, right? Sure, I'll just hang out here. You guys will have to work together, though. You got it, Dad! Ok, mình nghĩ sao chúng ta sẽ được điều khiển hai nhân vật, hai đứa con đấy. Nhờ mọi này siêu chạy nhanh. Ui, là đấy, đấy chỉ là cái hiệu ứng này, chả nó chạy nhanh lắm. Đổi sang đứa con gái à. Hôn A. Ngon phết nhiều. Không phải. À, cho thấy lồng thằng bé này vào. Không ít. Rồi, ngon. Rồi đi cưng. Three, two, one, go! Cứu bà già này, không qua mình bảo đấy. Wow! Trưởng băng. Không sao để cứu thằng Daddy. Wow, look out. Rồi, chiến tranh thằng băng nào. À đây, có luôn rồi. You have found. Way back. Always happy to help. Now give up where it's safe. Dad, we got another one. Ooh. Great job, everyone. Dad! Be careful. No, it's making through. I got this. Wow. Rồi, chúng ta sẽ trở lại với thằng bố nào. Chúng mày xuất hiện. Super cool. Woo. Nào. Rồi, đến đây là giữ A nhá. Không. No, I don't want you. Help me, Dad, please! Ném. Ném vào đây. Thôi con vào đây.
Dạ mạt quá. Okay, that's the last one. We're ready. No. Đầu tiên rồi. À chưa đâu. Tab A này. Chính là bộ. Ba đứa nó chết đồ hồ bây giờ. Sửa liên tục. Các bạn chạy nhanh nhanh thì nó có gì nữa nhỉ? Nhảy nhảy xa nữa. Phải đổi nhân vật à? Xuống cái máy này sao ta? Tắt đây. Wow. Okay. It's showtime. À, cưa cái này ra. Ush, kinh thật. Wow. It's headed for City Hall. They're out in public again. This is our chance. Follow them. Wow. Tôi đã vào bên trong cái máy rồi, máy khoan này rồi. You two stay close. Don't wander off. Rồi, đổ sang bà mẹ anh em. Bà này có khả năng co giãn. Lên. Everyone get ready to walk across me. I'm gonna make a bridge. Wow. Hy sinh làm cầu đấy. Rồi thôi. Không đi bình thường. How'd you get in here? Stop them, boys! Losing patience with these guys. That's the madness. Con này đấm khá là yếu. Super attack. Con này khá mạnh chứ nhỉ? Trong thời gian này chúng ta thì chúng ta sẽ cố gắng ăn càng nhiều mảnh ghép càng tốt nhé. Wow. Stop throwing more coal in there or you'll overheat the engine. You think that stuff grows on trees? Actually, coal is prehistoric plant matter. Quit making me learn stuff. Hey, maybe we can overheat the engine. Okay, let's find some extra coal and drop it in. Ha
Maybe. Hey. Be careful. All this machinery looks pretty dangerous. Từ đó các bạn đã hết đây đã, mình lên được không? Nào, để nó đẩy vào trong nhá. One of us needs to push that car onto the elevator. Violet, we need power to elevate. I'm on it, Mom. Now tip the coal into the engine to overheat it. Cái này đánh không mạnh lắm nhưng mà thực ra nó đánh rất là nhanh. Chết, chết. Cái gì đây? Kệ kệ nào. Rồi. Ơ, nó ra. À, chắc phải để ở đây. Rồi. Okay, everybody, hold on. Điều tiếp đi ta. Xuống à. Đúng rồi. Bố ạ. Ok. Oh.
Ôi giời, chiều này đủ bắp quá. Rồi, cứ để búa đi. Chúng ta đi ăn bụi tiền á. Chết chà. Cái này nè. Cứ xong bọn này nha. Ish, yeah. Bỏ không phá. Các bạn sẽ thông bố. Phá đi. This way, baby. Buồn. Vừa cứu thành phố xong thì lại bị mình nhớ trong phim thì đâu như này nhỉ. Chắc trong game nó thay đổi câu chuyện này. Forced underground. Ignorance. Perception.
If we want to change people's perceptions about superheroes, we need you to share your perceptions with the world. How do we do that? Listen to me. We need you to share your perceptions with the world. Ooh. We embed tiny cameras like those into your super suits. Designed them myself. All we need now are the superest superheroes. It needs you three. Come on. Rồi, cái chuyện này chính là camera. Supers legal again. This sounds great. Not great. Mr. Dever, it's wonderful, but it's too generous. Nonsense. It's the least we can do. Superhero. This place is amazing. I can't believe Dever's just lending it to us. Yeah. He bought it off some eccentric billionaire. Definitely beats the motel. We can all have a bit more space and a waterfall. This is a lot more space, Dad. It's huge. I love it. Can you keep it? Rồi, đó chính là phần trò chơi đầu tiên của cái game này nhé. Nhiệm vụ tiếp theo của game này sẽ bắt chúng ta phải khám phá ngôi nhà này. Nếu các bạn thích mình chơi tiếp ý, thì mình sẽ chơi tiếp ở phần sau nhé. Còn thời lượng của chương trình chúng ta đến đây hết rồi. Hãy cho mình một like, một subscribe nếu các bạn thích tựa game này nhé. Comment phía dưới để mình có thể tăng cái khả năng chơi game của mình lên nhé. Các bạn mình biết đấy, mình chơi game hơi gà mà. Thế nhá. Bye bye.